Chương 14. Nỗi buồn tìm đến. Xích cổ của lông dài lại được tháo ra, vì nó không chịu ăn gì hệt như hồi trước. Đổi lại, em chồng bị nhốt vào lồng sắt chuồng chó. Em chồng có làm loạn lên trong đó, lão to giọng cũng không để lọt tai. Lão nghĩ thả lông dài ra rồi, nó nhất định sẽ không để cho em chồng yên. Lão to giọng lại bắt đầu ra cửa hàng. Nhưng có lẽ do cơ thể không còn được như trước nữa, nên những ngày về sớm của lão nhiều lên, và mặt lão lúc nào cũng buồn thiu. Lông dài không thèm đến gần lão to giọng nữa. Lão to giọng có đem cơm đến, lông dài cũng chẳng buồn nhìn lão, mà chỉ ăn một chút rồi thôi. Cả ngày trời nó lang thang lùng sục chỗ này chỗ kia, cho đến khi kiệt sức mới quay về nhà. Hôm nay cũng vậy, lông dài dã rời bước vào hẻm. Nó đi tuốt ra tận sau trường tiểu học và lại quay về với hai bàn tay trắng. Gary đã đi đâu rồi? Rốt cục cả nhà bị mang đi giờ đang ở đâu? Lông dài dừng lại gần trung tâm người cao tuổi của làng. Nó thấy lão to giọng dựng xe đạp sang một bên và đang ngồi thụp xuống bên lề đường. Nếu là hồi trước, lông dài đã bước đến cạnh lão, nhưng giờ nó chỉ đứng từ xa nhìn. Rốt cuộc lão đang nhìn gì ấy nhỉ? Lông dài thử đi đến rìa đường. Dưới ruộng có một cái cầu thang xoắn hình trụ dài bằng sắt, bị bỏ chỏng trơ. Lông dài, mày lại đi đâu về thế hử? Dù bị lão to giọng cục cằn mắng vô cớ, nhưng lông dài chẳng hề nhúc nhích, dù chỉ một bên lông mày. Suốt ngày cứ lông bông hết chỗ này đến chỗ kia thế hử? Chắc ngoài tao ra, chẳng ai bỏ qua cho con chó như mày đâu. Lão to giọng thở dài một hơi như chào thua, và đưa tay vẫy lông dài. Về nhà thôi. Lão to giọng dắt theo chiếc xe đạp bước phía trước. Còn lông dài lặng lẽ theo sau. Nó giữ khoảng cách với lão và đi thật từ từ. Rồi đột nhiên, lão to giọng quay lại nhìn và dừng bước. Sau khi Gory bị bán đi, lông dài ghét phải nhìn thẳng vào lão to giọng. Nó cũng không để yên cho lão vuốt lưng nữa. Lông dài ghét cả chính bản thân mình, vì có đi xa cách mấy, cuối cùng vẫn phải quay về nhà. Nghe tiếng mở cổng, con mèo già đang nghênh ngang đi lại trước lồng sắt giật mình chạy vù mất. Ngay sau đó, tiếng phàn nàn đầy bất bình của em chồng vang lên the thé xé tai. Tôi đã bảo là thả tôi ra mà, để tôi cho con mèo đó một trận ra trò. Mấy người có biết nó nói gì với tôi không? Nó nói sẽ cho tôi nếm mùi răng nanh của nó đấy. Lão to giọng không buồn liếc nhìn em chồng. Lông dài cũng chỉ lặng lặng đi vào chuồng chó và cuộn mình nằm im trong đó. Chính tao mới cho mày biết cái mùi cái mỏ của tao nghe chưa? Em chồng thoăn thoắt đi qua đi lại trong lưới sắt làm nhảm mấy lời vô nghĩa. Lông dài dùng chân trước bịt lỗ tai lại. Tuy nhiên, nó vẫn len lén nhìn theo, vì thấy lão to giọng kéo chiếc xe kéo tay ra ngoài. Bình thường, mỗi khi ra ngoài, lão to giọng chỉ dùng xe đạp. Nếu không phải đi hái rau để bán như hôm qua, thì lão hay dùng xe kéo ở nhà thôi. Nhưng giờ lão lại kéo theo chiếc xe trống không ra ngoài. Lão định làm gì ấy nhỉ? Lông dài vẫn nằm tại chỗ lẩm bẩm. Đáng ra nó chẳng cần để ý xem lão làm gì hay không làm gì, nhưng lông dài cứ vô thức để ý đến lão. Chuyện này làm nó chẳng vui vẻ gì. Lông dài nhắm chặt mắt lại và cuộn mình tròn hơn nữa. Nó nằm như vậy một hồi lâu, rồi vẫn không nhịn được, đành đứng dậy bước ra khỏi cổng chính. Lão to giọng đang đi về hướng trung tâm người cao tuổi. Vì mắt mờ nên lông dài nhìn không rõ lắm. Tuy vậy, nó vẫn biết lão to giọng đang dùng hết sức bình sinh chất cái cầu thang sắt dài ngoằng lên xe kéo. Lung lay quá nhỉ? Lão cố chất cho được cái cầu thang sắt lên xe, làm phía khoang đựng hàng trúc xuống và tay cầm nhổng hẳn lên, rồi bánh xe cứ thế lăn đi. Cầu thang sắt rơi xuống đất, còn lão to giọng thì suýt ngã chồng cành. Việc này tiếp tục lặp lại lần nữa. Lông dài bước thêm mấy bước và mở to mắt ra để nhìn rõ hơn, nhưng vẫn bức bối nên nó tiến lên chút nữa. Để ý mới thấy, lông dài đã đi đến giữa đường dẫn từ nhà tới trung tâm người cao tuổi. Lão to giọng lấy cái gì đó chống vào bánh xe, cố nhấc một đầu cầu thang sắt lên lần nữa. Cuối cùng, có người qua đường cùng giúp nâng lên, nên lão đã cố định cái cầu thang sắt vào xe kéo. Rồi lão bắt đầu còng lưng ra kéo. Cái cầu thang sắt dài gấp mấy lần lão to giọng, không thể chất hết lên xe, nên bị kéo lê dưới đất và hơi lung lay tí chút. Tối tăm hết cả mặt mũi, chồng lão kéo khổ sở chưa kìa, vậy mà lúc nào cũng lớn tiếng với mình. Lông dài đứng thần ra quan sát. Nó nghe tiếng cầu thang sắt kéo lê và vẽ thành vệt dài dưới đất hồi lâu đến phát chán. Lão to giọng từ từ tiến gần, lông dài vẫn ở nguyên đó đợi. Rồi cả hai đứng đối diện nhau, mặt và cổ lão to giọng bóng nhẫy mồ hôi, môi lão khô khốc sần sùi, còn tóc phủ đầy bụi. Tránh ra coi! Lão to giọng nói, như ra lệnh, nhưng lông dài vẫn tỉnh queo ngước lên nhìn lão. Tránh ra! Nhanh lên! Lão to giọng lại ra lệnh. Dù vậy, lông dài vẫn đứng yên. Nếu nói được như lão to giọng, thể nào nó cũng đáp trả. Đừng có ra lệnh cho tôi! Nhưng vì không thể làm thế, nên nó chỉ biết đứng lì tại chỗ trên bốn chân và nhìn chằm chằm vào lão to giọng. Dù từ đầu lông dài không có ý làm vậy, nhưng tự dưng nó thấy ghét lão đến kỳ lạ, nên cứ trơ ra đó. Mày không tránh ra được hứ? Tiếng quát vang dền như sấm dậy vọt ra khỏi miệng lão to giọng. Trong khoảnh khắc, lông dài cảm thấy lông mình dựng đứng hết lên. Nó tự động vào thế tấn công, nhủ thầm nếu lão còn đụng đến nó nữa, không chừng nó sẽ cắn lão. Nhưng lão to giọng có vẻ chẳng hề sợ hãi. Thứ hỗn láo! Lão to giọng lôi chiếc xe kéo lao bừa về phía nó. Thế nhưng lông dài vẫn đứng lì đó không chịu tránh đường. Bước chân lão to giọng nặng nề và thậm chí đầy đe dọa, vì toàn bộ sức nặng của cầu thang sắt và tốc độ rùa bò của bánh xe kéo đều dồn hết lên lão. Lão bước băng băng không chần chừ, hất văng lông dài khiến nó té lộn cổ xuống mương. Nếu nhanh chân hơn một chút thì lông dài đã có thể nhảy phóc qua cái mương và đáp xuống an toàn bên thửa ruộng rồi. Nhưng không hiểu sao, ngã xuống mưa như vậy lại làm lông dài thấy hết sức sảng khoái. Nước bẩn nhỏ tăm tỏng khi lông dài bước vào nhà. Thấy lông dài bị vậy, lão to giọng thậm chí không thèm nhìn nó lấy một cái. Lão dở cầu thang sắt để trong sân, rồi ra ghế thả người ngồi rũ xuống hệt một đống quần áo ướt. Nếu không có người đàn bà nào đó đến tìm, thì có lẽ lão to giọng đã ngồi nguyên như vậy đến tận trời tối. Con chó đó, về đây đúng không? Lông dài còn chưa kịp sủa, người đàn bà đã bước vào oang oang truy hỏi. Bộ dạng chẳng buồn để ý đến thứ như lông dài. Lão to giọng vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, chỉ mở mỗi mắt ra nhìn người đàn bà. À, tôi đang nói con chó chết tiệt đó đấy, nó không về đây à? Giọng điệu của bà ta chói tai hệt những lúc em chồng làm ầm ĩ náo loạn. Lông dài cảnh giác tiến đến gần vì không ưa kiểu dùng tay chỉ trỏ như gây sự của bà ta. Đôi mắt lão to giọng nheo lại một cách đáng sợ. Gì hứ? Con chó chết tiệt đó trốn mất rồi, nó còn cắn chồng tôi nữa. Lão to giọng chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhưng lão không đứng lên. Lông dài nghiêng đầu hết nhìn lão to giọng, lại đến người đàn bà. Trốn đi à? Làm như mới đụng tới lũ chó một hai lần không bằng. Lão to giọng lầm bầm một mình như rên rỉ. Rồi người đàn bà bắt đầu đi vòng vòng sụp sạo từ chuồng chó cho đến bên trong lồng sắt. Cả lối đi dẫn ra bếp cũng không bỏ qua. Vừa đi, bà ta vừa nói mấy lời chẳng ai hiểu nổi, như thể tức chết đến nơi. Đồ chó đó đang trốn ở đâu chứ? Cứ để tao bắt được xem, tao không để yên cho đâu. Lông dài không rõ là Gori đã bỏ trốn hay bà ta đang tìm một con chó khác. Nó không thể đứng yên nhìn người đàn bà tùy tiện vào nhà làm náo loạn lên được. Gấu, bà đừng có làm loạn lên nữa, ra khỏi đây ngay. Ra Ang, ở yên đó. Lão to giọng vẫy tay làm lông dài ngậm miệng ngay. Vậy là con chó của tôi đã đi đâu rồi hứ? Chuyện đó sao lại hỏi tôi? Chắc chắn nó đã về đây chứ gì. Làm gì có chuyện đó. Sau khi nó bị đưa đi, tôi đã thấy nó lần nào nữa đâu. Một hay hai bà con chạy trốn đi nữa cũng chẳng phải trách nhiệm của tôi. Đã bảo là nó cắn chồng tôi rồi mà, ít ra tôi cũng phải lấy được túm lông chó về chứ. Thế thì phải đi bệnh viện chứ lông chó có ích gì. Lão to giọng từ tốn đứng dậy mở toang cửa lồng sắt. Em chồng bị nhốt trong đó chạy vù ra ngoài và nhảy ngay lên vại đựng tương. Lão to giọng mở cả cửa kho lẫn cửa dẫn xuống bếp, thậm chí đã còn mở tung cả cửa ra vào trong nhà. Chị tìm thử đi, ngần này tuổi đầu, đã bán chó biết bao nhiêu lần rồi, ngày hôm nay tôi mới gặp chuyện ngu xuẩn này đấy. Người đàn bà có vẻ cũng không để lọt tai mấy lời bất mãn của lão to giọng, bà ta liếc ngang liếc dọc vào tận trong nhà. Ngay lúc đó, tên buôn chó sầm sập xông vào cổng. Vừa thấy cánh tay băng bó trắng bóc của hắn, lông dài liền trợn trừng mắt lên. Gừ, gấu! Lông dài xông vào tên buôn chó hãi hùng lùi về sau. Người đàn bà ré lên vung vẩy tay loạn xạ. Nếu lão to giọng không nhào tới giữ chặt cổ thì chắc chắn lông dài đã xé xác tên buôn chó rồi. Tên buôn chó vừa liếc lông dài rẻ chừng, vừa hỏi bằng thái độ sức sược. Ông lão, con chó không quay về đây chứ? Rõ là... Đến mức này thì lão to giọng chỉ còn biết chào thua. Cô cưỡng chế kéo lông dài đến chỗ lồng sắt. Lông dài ra sức chống cự. Ngay lúc này đây, nó chỉ muốn cắn tên buôn chó cho bằng được. Nhưng bàn tay cứng như thép của lão to giọng kẹp chặt lấy lông dài, khi nó tưởng muốn lòi trong mắt, không sao há mõm ra sủa nổi. À này, kia không phải là giày của anh sao? Đầu lông dài ong ong vì lời của người đàn bà. Bà ta chỉ tay vào chiếc giày cũ treo trên nóc lồng sắt. Lão to giọng cũng kinh ngạc khựng lại. Tên buôn chó thì hoảng hốt ra mặt. Không khí im lặng ngột ngạt bỗng chốc bao trùm. Cái đó sao lại ở đây? Gì chứ? Có lần anh về mà bị mất chiếc giày còn gì. Sao nó lại treo ở đây hả? Người đàn bà nghiêng đầu, định gỡ chiếc giày đang treo xuống. Đôi mắt lão to giọng càng nhăn nheo kỳ dị hơn và bắn ra những tia nhìn đáng sợ. Tim lông dài bắt đầu đập nhanh như bị rượt đuổi. Tên buôn chó giật mạnh tay người đàn bà. Còn mụ này, rõ vớ vẩn. Này anh Kim. Lão to giọng nhốt lông dài vào lồng sắt, rồi cất tiếng nghèn nghẹn yếu ớt. Tuy vậy, giọng lão lập tức run rẩy và to dần lên. Lông dài dõi theo đôi tay run rẩy của lão to giọng với ánh mắt đầy mong chờ. Lão to giọng gỡ chiếc giày đang treo xuống dí tới trước mặt người đàn bà. Chị có chắc đây là giày của chồng chị không? Cái đó... Như đánh hơi được chuyện gì, câu nói của người đàn bà đứt quãng rồi tắt ngấm. Bà ta lén lén dò xét về mặt của tên buôn chó. Hai má tên buôn chó nhăn nhúm lại vì cơn thịnh nộ bị kìm nén. Thì ra là vậy, thế nên lông dài nhà tôi chỉ điên lên mỗi khi gặp anh Kim thôi. Ông nói gì vậy? Đó không phải là giày của tôi. Tên buôn chó lắc đầu quầy quậy và lùi lại phía sau. Đây là giày của thằng đã trộm hết chó nhà tôi. Lúc con chó nhà tôi ngoạm em về là tôi biết ngay. Kỳ lạ thật đấy. Vợ anh thì nói phải, còn anh thì lại bảo không. À không, hình như tôi nhìn nhầm rồi. Dự cảm được chuyện chẳng lành, người đàn bà xua tay phủ nhận. Mà tên buôn chó lập tức đỏ bừng lên, còn miệng thì méo sạch qua một bên. Nhưng lão to giọng đang nắm chặt chiếc giày cũ, như chỉ trực đấm thẳng một phát vào mặt hắn. Lão đừng bắt thóp người ta vì thứ nhảm nhí đó. Tên buôn chó vừa đi giật lùi ra cổng vừa la toáng lên. Một lũ gian xảo. Lão to giọng nổi trận lôi đình, cầm chiếc giày ném mạnh. Lão hét lên một tiếng đáng sợ tưởng muốn thủng màng nhĩ. Cùng lúc đó, chiếc giày đập trúng lưng tên buôn chó và rơi xuống đất. Dù bị đập trúng lưng, nhưng tên buôn chó vẫn chuồn thẳng một mạch không hề ngoái nhìn lại. Còn người đàn bà đứng đờ ra như mất hồn, rồi cũng ngần ngại thối lui. Lão to giọng phải nén cơn giận, nên cứ thế đứng thở dốc, chừng mắt nhìn ra cổng một hồi lâu. Thằng gian manh xảo trá. Lão to giọng loạng choạng bước đi, rồi thả phịch người xuống ghế. Lông dài sững sờ khi thấy lão to giọng chỉ đuổi theo tên trộm chó được chừng đó mà đã kiệt sức. Cơn giận của lông dài trỗi dậy. Nó trách lão to giọng sao không nghĩ cách gì mà cứ để bị lừa như vậy. Đã biết hắn là tên trộm thì lão phải tìm cách đem gia đình bị bắt mất của nó về, hay cho tên trộm nếm mùi đau khổ chứ. Lông dài không thể hiểu nổi tại sao lão lại để tên trộm đi dễ dàng như vậy. Lông dài nổi cơn thịnh nộ, ra sức đập đầu vào lưới sắt gầm gừ. Biết ngay là vậy mà, gia an của ta giỏi quá nhỉ. Lão to giọng lầm bầm. Giọng lão không to lắm, nhưng lông dài vẫn nghe ra được. Cơn giận đang trào lên ứ nghẹn cổ họng nó từ từ lắng xuống. Lông dài chưa một lần vừa lòng với lão to giọng. Lông dài chưa từng thích lão, người đã làm nó buồn, làm nó giận, làm nó chỉ còn một mình hết lần này đến lần khác. Nhưng dù vậy, nó cũng không thể rời xa lão, cũng không thể ghét lão đến cùng được. Đúng là chuyện kỳ quặc. Lão to giọng thả người xuống ghế như chưa hề có việc gì xảy ra. Có lẽ tại ánh mặt trời trắng lóa mà nhìn lão chỉ còn da bọc xương. Nếu không có cây ghế, chắc lão to giọng trông đã y hệt miếng vải khô rũ rượi trên sân. Lông dài cảm thấy rất lạ lẫm với một lão to giọng như thế. Lông dài duỗi chân nằm xuống nhìn lão to giọng. Lông nó dính nước mương nhớp nháp, giờ đã khô cứng lại. Nhưng lông dài không thèm rũ mà cứ để nguyên như vậy. Lão to giọng cũng chẳng buồn cằn nhằn. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên lặng. Mặt trời lặn và những cơn gió đêm mát mẻ bắt đầu thổi. Cục cục tác tác, Gori kìa, Gori về kìa. Em chồng vừa nhảy xuống từ cây hồng, vừa gào toáng lên. Lông dài vảnh tai và ngóc đầu dậy ngay. Trên bờ tường, con mèo già cũng eo éo. Meo, meo, có gì ghê gớm đâu, chỉ là con chó bị bán đi quay về thôi mà. Gấu, Gori quay về ư? Lông dài đứng phắt dậy nhìn ra cổng. Tuy nhiên do ở trong lồng sắt nên nó chẳng thấy được gì ra hồn. Lão to giọng nhăn mặt rồi chậm chạp đứng dậy. Lông dài đặt cả hai chân lên lồng sắt mà rung. Nó có thể ngửi được mùi của Gori rất rõ. nhưng lẫn trong đó còn một thứ mùi hết sức buồn nôn làm lông dài bất an. Cory tiến lại phía nó với bộ dạng nhếch nhác, cùng hai hốc mắt trũng sâu hoắm. Con à, con bị sao vậy? Lông dài thỏ chân qua mắt lưới sắt và cố chạm vào Cory. Con người của Cory đục mờ, còn mũi thì khô khốc. Thấy bọt trắng rơi ra từ mõm Cory, lông dài biết chắc đây không phải dấu hiệu bình thường. Lão to giọng cũng bước nhanh đến xem xét Cory. Cory ngã xuống trong khi hai mắt trợn ngược trắng dã. Câu, chuyện này sao lại? Lão to giọng ôm lấy Cory và banh miệng nó ra xem. Lão kiểm tra cả mắt, rồi còn áp tai lên bụng Cory nữa. Lông dài đứng ngồi không yên, quanh quẩn tới lui trong lồng sắt. Lão to giọng ôm Cory lên và đi vào lối dẫn ra nhà bếp. Câu, lão đưa nó đến chỗ tôi đi. Lông dài cố sức lắc cái lồng. Chắc, sao lại thành thế này? Thật là hết cách rồi. Em chồng vừa đi qua đi lại giữa lồng sắt và nhà bếp vừa tặc lưỡi. Cả con mèo già cũng leo xuống tận sân nhếch cổ hóng chuyện. Cục tác, ở quê tao cũng từng thấy một con chó bị như vậy rồi. Không qua nổi đâu. Heo, gì chứ? Mấy đứa con nít bị thương là chuyện thường mà. Con mèo già ngắt lời em chồng và an ủi lông dài, nhưng chẳng lời nào lọt vào tai nó cả. Gấu, đã bảo thả tôi ra mà. Cục tác, thả mày ra để nhốt tao lại à? Cory à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cục tác, tao ghét chỗ này lắm, tao tuyệt đối không để bị nhốt đâu. Méo, cái thứ gà mái không biết điều, tao xử đẹp cái mỏ mày bây giờ. Thì sao nào, đồ mèo tiểu nhân. Em chồng đập cánh đuổi theo ngay, con mèo già thấy thế bèn chuồn lẹ. Nhưng em chồng quá kích nhảy sổ tới, khiến con mèo già không kịp leo lên bờ tường tháo thân, mà chỉ có thể chạy vòng vòng trong sân. Khó khăn lắm mụ mới chui tọt xuống dưới cổng chạy thoát được. Một lúc lâu sau, lão to giọng trở ra từ lối vào nhà bếp. Gia An, ra đây đi. Cửa vừa mở, lông dài chạy như tên bắn đến lối vào nhà bếp. Cory gục trên tấm chăn khô queo. Hơi thở Cory đứt quãng và dồn dập, khiến lồng ngực nó nhấp nhô một cách đáng sợ. Đã vậy, từ cổ họng thằng bé còn không ngừng phát ra tiếng khò khè cùng mùi hôi thối. Có vẻ lão to giọng định tắm cho Cory nên đã để sẵn nước nóng trong chậu rửa. Bên cạnh còn có cả một chiếc muôi gỗ dài ngoằng không biết để làm gì. Nó ăn phải đồ hỏng rồi, kiểu như xương gà hoặc chuột trúng bả. Lão to giọng nói như thở dài. Cùng lúc đó, lão đưa bàn tay sần sùi thô kệch nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đang phập phồng của Cory. Lông dài nhìn vào mắt Cory. Tuy mắt đã mờ, nhưng rõ ràng Cory vẫn nhận ra mẹ. Lông dài hiểu rằng đã quá muộn để hỏi làm sao Cory ra nông nỗi này. Sự thật rằng, bất cứ con chó nào rời khỏi nhà đều không thể trở về hoặc quay về trong bộ dạng thế này, khiến lông dài quá đỗi sững sờ và đau đớn. Mẹ ơi! Cory rên rỉ, giọng hết sức yếu ớt. Lông dài thấp mình xuống ghé tai nghe Cory nói. Nó muốn đón nhận bằng toàn bộ cơ thể âm thanh cuối cùng của Cory. Con à, sẽ ổn thôi, đừng sợ con nhé. Đột nhiên, cơ thể Cory cứng lại và thằng bé ngóc đầu lên. Trong khoảnh khắc, lông dài ngỡ rằng Cory sống lại, nhưng nó đã lầm. Máu đỏ thẫm trào ra từ cổ họng và hậu môn của Cory, cùng một mùi khủng khiếp, hệt như những nỗi buồn còn lại trong Cory ổng ộc tuôn ra ngoài. Trước cả khi những vết máu thẫm đỏ tóe loe trên tường khô lại, trước cả khi mùi kinh khủng kịp biến mất, Cory đã ngừng thở. Việc cuối cùng lông dài có thể làm cho Cory là liếm sạch gương mặt kiệt sức của con và ở bên cạnh để Cory không cô đơn. Lão to giọng lấy chân đắp cho Cory và ra ngoài để hai mẹ con lông dài ở lại.